Rồi chào các bạn, video này Thanh sẽ giới thiệu tiếp tục cho mọi người đó là cái mỏ lết ha. Mỏ lết là cái vật dụng rất là thông dụng, rất là dễ biết đối với tất cả mọi người, dường như ai cũng biết đến cái vật dụng này, cái công cụ này ha. Rồi mã hàng của cái này là MW-HD25, được đựng ở trong cái vỉ nhựa như này. Đó, vỉ nhựa mặt trước là trong suốt, khi mà mình nhìn vào thì mình thấy luôn cái mỏ lết nó màu gì, nó hình dáng như thế nào. Ở đằng sau là cái thông số kỹ thuật nè. Lát nữa mình sẽ nói đến cái bảng thông số kỹ thuật ở trong này cho mọi người xem. Bây giờ mình sẽ review trước cái mỏ lết ha. Đó. Về cơ bản thì vật liệu của cái mỏ lết này được làm bằng chrome vanadium. Phần tay cầm này là thiết diện thanh dầm chữ Y được CM. Thì khi mà CM thì chúng ta cầm, chúng ta thao tác thì nó sẽ không bị trơn tuột, không bị tuột tay khi làm việc ha. Chỉ cái riêng cái phần cái đầu của cái mỏ lết thì được đánh bóng, đánh nhẵn luôn. Đó. Ở trên thân của cái mỏ lết có ghi thông số là 250mm là tổng chiều dài của mỏ lết, tương ứng với lại 10 inch. Rồi MCC là tên của hãng, Heavy Duty là loại này, là loại chịu được cường lực cao. Khi mà chúng ta làm việc ở với cường độ cao thì nó chịu đựng được và cái lực vặn của nó rất là khỏe. Rồi Made in Germany thì tất cả những cái thông số này, tên hãng và dòng Made in Germany đều được đúc nổi. Đó, lấy kỹ sát vào cho mọi người dễ nhìn thấy nè, được đúc nổi luôn ha. Rồi đây là mặt sau nè, chrome vanadium là tên của vật liệu, tên vật liệu của cái mỏ lết này. Rồi ở chui, đây là cái chui có cái lỗ, khoét cái lỗ để khi mà chúng ta làm việc xong chúng ta sẽ treo lên cái bảng dụng cụ của mình. Rồi tiếp theo là cái phần, đây là cái phần con lăn. Đây là cái con lăn, khi mà điều chỉnh độ mở ngàm thì chúng ta sẽ vặn cái con lăn này. Khi mà vặn tới thì cái ngàm nó sẽ khép lại, và vặn xuôi thì cái ngàm nó sẽ mở ra. Độ mở ngàm của cái mỏ lết này là từ 0 tới 29mm. Đó. Cái phần này là cái phần trượt ở trên theo con lăn nè, tịnh tiến trượt theo con lăn để điều chỉnh cái độ mở ngàm này. Đó. Cái phần đầu của cái mỏ lết thì hãng họ bo cong, họ mài bo cong như này để tiết kiệm được cái diện tích tiếp xúc, diện tích làm việc, những cái thao tác á, nó sẽ không bị vướng ha. Người ta vặn như thế này nó sẽ không bị vướng. Mã hàng là MW-HD25, giá 580.000 một cái, ship của toàn quốc, của hãng MCC, sản xuất 100% tại Nhật Bản. Rồi bây giờ mình sẽ view cái này, mình sẽ nói cho mọi người biết về cái bảng này thì nó có ý nghĩa như thế nào. Đặt ở góc này thì nó hết nhá đèn rồi. Thì mình sẽ nói về cái bảng thông số kỹ thuật này cho mọi người hiểu. Ở đây họ toàn là ghi tiếng Nhật thôi, mình thì không hiểu tiếng Nhật, nhưng mà mình nhìn ở trên cái thông số kỹ thuật này nè thì mình sẽ hiểu. Ví dụ size mình đang giới thiệu cho mọi người là 250mm là cái cột đây. Đó, mình giống qua bên đây thì cái bô lông thì thường nó sẽ có size M mấy tới M mấy đó. Thì size 250mm nó sẽ vặn được cái con bô lông từ size M8 nè, M10, 12, 14, 16, 18, tới đây là hết, qua đây là 18 là hết ha. Là từ M8 cho tới M18. Rồi, giống qua đây, giống qua cột bên này là 29, này là 29mm, có nghĩa là cái mỏ lết này vặn được con ốc có size từ 0 cho tới 29mm. Và size bu lông là từ M8 đến M18mm ha. Tương tự như vậy đối với các size mỏ lết khác, thì mỏ lết MW-HD này nó có size 100, 150, 200, 300 nữa và 375mm nữa. Là trừ cái size 250 mình đã review, mình đang nói cho mọi người xem đây. Thì size 100mm này thì nó cũng vặn được size bu lông size M3, M3.5, M4, 4.5, 5, 6, M7 và tới M8. Đó. Thì độ mở ngàm của nó là từ 0 cho tới 13mm ha. Rồi tương tự size 150mm thì vặn từ M4 cho tới M12. Thì độ mở ngàm là từ 0 đến 19mm.
size 200mm thì bằng bô lông size M6 cho tới M16, độ mở ngang từ 0 đến 29mm, 24mm. Size 250mm thì mình đang review cho mọi người thì bạn được bu lông size M8 cho tới 18 và độ mở ngàm là từ 0 đến 29mm. Size lớn nhất là 375mm là tổng chiều dài á, thì nó có độ mở ngàm